À, cuối cùng thì cũng có đoạn guitar. Tèo 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 tèo. Ui, MV này đáng yêu mà. Những cái clip demo, những cái clip ấy, demo. Chào bạn, quay trở lại với channel Reaction. Ngày hôm nay thì bọn mình đã đến với bài hát không biết Reaction bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là bản mới, bản MV Hong Kong 1, không còn gì. Một bài hát mà lên Reaction 3 lần. À, ok, let's go. Be Pro Entertainment. Nghe là thấy. Đây là beat cũ đúng không? Đây là cái beat cũ đúng không? Bạn nào đấy? Anh này có một cái chất rất là lớn tuổi. Hình như bạn này nhỏ tuổi mình không ta? Cái kiểu tóc này thời 8X anh nhỉ? À, nó đang ở trong teaser. Cái đoạn chuyển cảnh. Ôi khói ôi. Cái này là lồng giống kiểu là double exposure. Cái kiểu này hay nhở? Kiểu này giống anh nhìn Tử Linh kìa. Ừ, cũng giống, cũng giống. Ôi thôi, em hút vào trong mới ghê. À, beat này nghe ổn hơn beat cũ nghe buồn ngủ á. Ôi bạn ấy xinh quá chị ơi. Ừ bạn ấy xinh quá. Cái này wow. Mà. Đôi giày đúng không phải ghê vãi. Các bạn nữ nè. Đôi giày. Châu. Đôi giày. Cái bài này cái lời với lại cái nhạc ấy hút. Nó có gì nè. Tại em từ đấy em tưởng về bên trong này. Không phải. Anh đề reaction bài này rất là khó tại vì nhạc hay quá, nó bị cuốn ấy. Anh nó đồng gì vậy, không có là MV được. Nhưng mà nhìn mặt bạn này nhìn cũng là rất Hồng Kông cơ. Nhìn kiểu bồi bạc. Châu Tinh Trì. Tóc bạc. Dài, xong rồi đã râu. Ui, anh này cũng đẹp trai cơ. Ui, nhìn anh xinh này. Kiểu tóc này kiểu tóc anh đã muốn để nhưng mà đã bị fail, phải cắt bỏ. Lãng tử ghê. Kiểu lúc mà Sơn tưởng tượng nó rất là ngầu. Thực ra thì em rất thích kiểu phong cách kiểu này nhá. Rồi chia tay. Hết rồi. Ui biến mất luôn. Anh ước rằng. À đây, bàn nhậu rồi, bàn nhậu các thứ luôn. Ui, tao làm nào chiếu được như này ta. Chiếu bay chiếu lên bàn ạ. Đẹp quá. Thích quay cái kiểu này lắm nha. Kiểu màn chiếu vô. Ta cũng có tấm hình chụp vậy nè. À, cuối cùng thì cũng có đoạn guitar. MV này đáng yêu mà. Những cái clip demo, những cái clip ấy, demo. Năm 90 mà, thập niên 90 mà. Thế còn nghe đoạn guitar hơi yếu nhở. Đoạn này mà làm nó phối nó mạnh lên. Tèo 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 tèo. Ui, nói chung là nhạc hay hơn. Hay là em thấy beat này nó kiểu chill hơn, beat cũ không chill được luôn. Không, cái kiểu đánh guitar cũng là cái kiểu hồi xưa nè, kiểu thời năm 2000 á, năm chín mấy 2000 á. Thấy ông này thiệt luôn. Còn gì? Thế là em thấy giọng của Nguyễn Trọng Tài bài này cũng hay hơn bài kia. Bài kia nó cứ bị kiểu mụt kiểu gì ấy, nhủ. Cái hát của bạn này ấy, cảm giác như là nó rất là tình cảm, nó cứ nhẹ. Ôi, Hà Nội nhờ, Sài Gòn ngập. Này là chắc cái MV để quay mấy hôm Sài Gòn ngập. Không hiểu sao mà cái bài này cứ đến cái đoạn nhậu này chị thấy nghe này rất hợp nhá. Không đúng là giai điệu say rượu luôn ý. Bài này kiểu giọng giá hóa là kiểu khào giọng hơi á, xả hơi. Nhưng mà giọng nghe rất là tình cảm, nghe rất là thấm. Công nhận là nhạc với lại MV nó hợp nhau ghê á. Chê nữa, đừng chê nữa. Vậy là được rồi. Con gái có thích kiểu đó được kiểu này không? Mà kiểu vừa đi học, xong rồi vừa đi quay, vừa biết lời các thứ. Khổ thân. Có mày nói tụi mình không? Không, nói người ta. Mình cũng vừa đi học, vừa đi quay. Mình cũng tội nghiệp đó mày. Thương nhé, sao thương, các bạn đối xử cho mình đó. Ôi, kéo ra bò để nhìn. Ngầu quá. Nhưng mà ở Sài Gòn không mặc được tại vì rất nóng. Thì mình mua bao giờ mà anh Huy cho mình ra Hà Nội thì mình mặc.
chất màu với lại nội dung MV thì khá là dễ thương. Cái MV này nội dung của nó rất là mơ hồ, chắc mình sẽ coi lần thứ hai mình mới hiểu nội dung là cái gì. Bản này nghe đã hơn bản kia, bản nào yêu thực sự hôm tối đấy mình là một trong những người nghe, mình thấy lúc đấy còn có 10,000 view rồi. Nghe thì nó tồi tệ kinh khủng ra, mà mình thấy đọc comment cũng thấy tất cả các bạn đều như thế. Nghe nó bị yếu hẳn đi ấy, nó chả có một cái chất gì cả. Nên may đến bản này thì lấy beat này thì nó cũng ok hơn. Mình thích cái phiên bản lần này và mình mong là các bạn có thể làm được những sản phẩm tốt và thành cái hiện tượng mạng liên tiếp trong tương lai để bọn mình có thể lại reaction tiếp. Nói thật chị thấy MV hay hơn nhạc. Ừ, em thấy MV hay hơn nhạc, đặc biệt là em thấy bạn nữ xinh. Nữ xinh quá. Bạn nam cũng đẹp trai, bạn nam ngầu. Xong nếu sau này em thất tình em sẽ để tóc dài và để râu. Cho anh nghe thêm lần nữa đi.